ngày 16 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An có thông báo dỡ bỏ phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ phường Cẩm An từ 0 giờ ngày 17 tháng 8 sau 14 ngày thực hiện nghiêm việc phong tỏa và toàn bộ khoảng 780 mẫu xét nghiệm cộng đồng dân cư trong khu vực đều xác định âm tính với Covid-19. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu lực lượng chức năng phường Cẩm An tiếp tục giám sát thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội, lưu ý người dân khối phố Thịnh Mỹ tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không có lý do thực sự cấp thiết không được tụ tập đông người sau khi kết thúc lệnh phong tỏa